Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta có mặt ở đây ở ngay cái khu trung tâm của Berlin. Và đây phía sau lưng tôi, đây chính là một cái khu nhà cao tầng rất lớn, có vài trăm hộ gia đình người Đức sinh sống ở trong khu vực này. Và thời gian vừa qua đã xảy ra một sự việc gây chấn động khắp nơi tại nước Đức. Đó là việc người Việt Nam ở đây đã đến thuê căn hộ ở đây và họ sống ở đây, và sau đó họ đã bắt lợn rừng về để giết mổ, trộm và suýt cháy cả cái khu chung cư này. Thì đây là một cái khu chung cư mà đã được xây từ nhiều chục năm nay, và ở đây thì giá thành thuê không đắt lắm, cho nên cũng nhiều người Việt Nam đã lựa chọn là thuê ở đây. Và ở đây cũng rất gần các khu chợ như khu chợ Đồng Xuân, khu chợ Man San 17, và đó là những cái nơi mà có rất đông người Việt Nam, và cũng là nơi tiêu thụ rất nhiều thực phẩm mà trong đó có thịt lợn rừng. Và cái sự việc xảy ra đã gây chấn động sau khi thông tin được lan tỏa với những hình ảnh rất dã man, đó là những con lợn bị bắt, bị thiêu và bị giết mổ ngay trong cái khu nhà này. Và họ đã dùng những cái thiết bị họ mua ở các cửa hàng vật liệu xây dựng như đèn khò rất nóng, tốc độ cao để có thể khò và để cháy lông của lợn đó, rồi sau đó giết mổ ngay trước mặt trẻ em ở trong cái khu căn hộ của họ. Ở đây là cái điều rất nghiêm trọng, bởi vì người Đức người ta chưa từng chứng kiến cái việc mà mang lợn rừng về nhà khu tập thể như thế này để có thể giết mổ và phục vụ cho việc ăn uống, và thậm chí có thể để đem bán kiếm tiền. Và đây là cách mà một số người Việt Nam đã làm trong thời gian vừa qua, và họ đã gây ra cái chấn động này ở nước Đức. Vì sao có cái vụ việc này? Cũng có thể là trước đây những người Việt Nam này họ sang Đức lao động hợp tác xuất khẩu, và trước đó họ là những sĩ quan quân đội, những sĩ quan công an được giải ngũ, là những đảng viên Đảng Cộng sản của Việt Nam, và họ đã quen với cách hành xử như vậy với động vật, đó là việc mua, mang về, giết mổ bất cứ lúc nào, ăn tiết canh và những cái thứ mà ở Đức người ta vô cùng thấy là kinh khủng. Thì ở đây hiện nay họ dường như mang y hệt cái phong cách đó của từ Việt Nam, từ những khu rừng mà họ đã từng chiến đấu ở Trường Sơn hoặc ở bên dưới phía Bắc ở đâu đó, họ mang về đây, tức là họ đã đến những cái khu rừng gần đây ở chỗ nào đó thì chúng tôi không biết, bởi vì là đấy là cái việc điều tra của cảnh sát Berlin, là bắt hoặc là bắn giết những con lợn rừng của Đức, thường nó có lông màu đen, và đem về đây để giết mổ, rồi sau đó vừa có thể ăn và có thể tiêu thụ. Nhưng mà nếu qua những hình ảnh mà chúng ta thấy chia sẻ ở trên cái trang Facebook của bản thân họ, vì họ muốn quảng cáo cho cái thịt lợn rừng của họ là ngon, là thật, là của Đức, cho nên họ đã tự chụp ảnh, quay phim và đưa lên trên cái trang Facebook của họ cho nhiều người cùng biết. Và chúng tôi quan sát thấy rằng đây là những con lợn rừng rất to, nó có thể nặng đến 3-4-50 cân, màu đen và lông nó rất dài, và họ có thể sau khi bắn giết xong họ mang về, họ ném nó vào trong những cái bồn tắm ở trong khu chung cư như thế này. Thì nó bồn tắm ở đây thì thường nó dài có khoảng 2 mét gì đó để có thể xối nước vào để ngâm người, nhưng mà thay vì để tắm thì họ đã dìm và đánh những con lợn đó vào trong cái bồn tắm đó để cho nó sạch hơn, và họ chuẩn bị cho cái việc mà giết mổ của họ trong những cái khu căn hộ khép kín như thế này. Và điều đó rất nguy hiểm ở chỗ là khi giết mổ như vậy thì dùng những cái bình ga rất to để họ kho cái lông con lợn, thì để cho cái lông lợn nó cháy nhanh và nó rất khét cả cái khu này lên, và cháy những cái lông lợn, mà lông lợn các bạn biết rồi, lông lợn rừng nó rất dài, nó vài cm màu đen, mà để cháy được những cái đó thì kinh khủng. Đấy, thì những cái nhà xung quanh đây người ta ở, người ta không biết tại sao cái khu vực này có rất nhiều người Việt Nam ở, một số người Việt Nam ở, nhưng lại gần đây xảy ra cái việc mà mùi khét rất là mạnh. Tại vì họ có thể là đóng cửa lại, là khói họ cho lên ống thoát khí của bếp, nhưng mà cái mùi lông lợn mà dùng đèn khò to để mà làm cho nó cháy đi thì nó tỏa khắp nơi không thể hết được. Thì đấy là cái mà việc họ đặt câu hỏi, và quá thật thì sau đó phát hiện ra, hóa ra là họ mang lợn rừng của Đức về đây và họ giết mổ ở đây, họ bắt ở đâu thì không biết, thế sau đó rồi họ lại đem đi tiêu thụ. Và bên cạnh đó thì mình cũng đã thấy những hình ảnh là họ dùng những cái cắt tông rất lớn, thường là để hãng Việt Nam, hàng không Việt Nam Airlines hoặc là Bamboo Airways, họ hay bay từ Việt Nam sang, họ chở rau thơm, rau mùi và những cái thứ gọi là cần phải chở nhanh, thì họ dùng những cắt tông to đấy
để họ đựng những cái con lợn lại đựng thịt lợn này vào, phân ra đùi rồi ngực rồi các loại để có thể đem đi có lẽ là tiêu thụ, bởi vì là không thể nào ăn hết được rất là nhiều con lợn như thế, mà chỉ trong những cái hình ảnh mà chia sẻ thì chỉ có vài người thôi thì ăn làm sao hết được cả những mấy con lợn như thế, thì như vậy là chỉ có thể là đem đi để tiêu thụ mà thôi. Tiêu thụ tức là bán ra và không trả tiền thuế, và toàn bộ cái tiền mà họ thu được thì họ lại cất đi hoặc là họ lại chuyển về Việt Nam để họ mua đất đai bất động sản của họ. Cũng chính vì vậy có nhiều người đặt câu hỏi tại sao người Việt kiều Đức họ sang có một số người không thể làm gì cả mà lại rất giàu, rất nhiều tiền, xây những cái khu nhà rất là đẹp ở những cái tỉnh ở Việt Nam, mà đấy là ngạc nhiên, vì đây cũng có thể là một trong những cái hình thức mà họ bắt giết lợn của Đức trộm rồi sau về bán trộm và không qua kiểm dịch. Thì đây là cái thói quen của Việt Nam, họ vẫn làm như vậy, và chúng ta đã thấy hình ảnh mà họ lại tự chia sẻ để họ quảng cáo cho cái con lợn, những con lợn Đức mà họ bắt được họ đem giết mổ ở đây. Đây là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Ở đây là ngay cạnh đây thì là có một cái trung tâm bán buôn của người Đức, nó gọi là Zekos bán buôn, thì ở đấy họ cũng bán thịt lợn rừng nhưng mà chỉ bán những cái thứ mà được qua kiểm nghiệm và được qua giết mổ đúng quy cách, chứ không thể mang về cái khu căn hộ như thế này để có thể giết mổ rồi sau đó lại bán hoặc là cho hoặc là ăn, thì rất là mất vệ sinh và đặc biệt là rất là mất an toàn, bởi vì những cái bình ga đó, hàng chục cân ga đó, khí ga đó trong cái khu nhà kín như thế này, nếu mà nó bị cháy nổ thì quả thật là nó phải bay cả tầng này, bởi vì là nó nhiều bình ga, họ có rất nhiều bình ga, họ mua dự trữ sẵn hàng chục bình ga để trong nhà. Thế xong rồi khi họ sợ khó đến đâu họ lại hết, họ lại ra họ dùng cái bình ga mới, thì một chục bình ga mà nhân với khoảng 10 cân ga lên thì có 100 kg ga cas, thì như vậy là rất nguy hiểm ở trong cái khu nhà như thế này, mà nó quả thật nó như một quả bom tấn luôn nếu mà nó phát nổ. Và cũng may là phía Đức họ phát hiện ra cái việc này và họ đã kiểm tra, và không rõ họ sẽ làm gì với cả những cái người Việt Nam mà đem bắt trộm lợn của Đức về đây giết mổ và sau đó đem bán để tiêu thụ như vậy. Các khu chợ của người Việt Nam ở gần đây thì cũng không xa, và tại đó thì các bạn cũng thường thấy là họ có những cái đặc sản như là thịt lợn rừng rồi là tái xào rồi các loại. Thế thì phải chăng là trong đó thì có rất nhiều những con lợn đã được giết mổ ở đây và đem đến đó để tiêu thụ và lấy những cái khoản tiền đó để họ tiếp tục là làm những cái việc khác và đặc biệt là gửi về Việt Nam. Thì đấy là câu hỏi mà bên phía ở bên này nó gọi là cái Jun Hai Am, tức là những cái người mà phụ trách về vấn đề và sức khỏe cho cộng đồng, họ cũng sẽ phải kiểm tra xem là những cái con lợn này bắt ở đâu mang đến đây giết và nó có đảm bảo cái vệ sinh không, bởi vì không phải con lợn nào anh bắn ra anh bắt xong anh mang về anh giết anh ăn được ngay, mà anh phải kiểm tra xem là con lợn đó nó có bị bệnh không này, nó có bị có những cái chứng cái thứ mà nguy hiểm đến tính mạng con người không, thì sau đó họ mới đầu mới có thể đem ra để tiêu thụ được, để ăn được, còn nếu không là có phải hủy chứ không thể ăn được. Mà ngoài ra việc mà bắn lợn bắt lợn ở Đức này không phải là thấy con lợn nó chạy ở trong những khu rừng như thế này rừng mà đem ra mà bắt và bắn như ở Việt Nam được, tức là cứ ra giống như của công không ai quản lý, không phải. Ở đây nếu anh đi săn thì anh phải có giấy phép, phải có súng săn và được phép sử dụng súng và phải săn bắn ở những thời kỳ nào, thời điểm nào và bắn những con lợn như thế nào. Tất cả cái thứ nó quy định rất rõ ràng trong những cái luật, cái quy định chung về bảo vệ động vật hoang dã cũng như là cái quy định về những cái người mà săn bắn đó phải làm. Nhưng mà không rõ là những người này có giấy phép săn bắn hay không, có lẽ là họ không, bởi vì nếu họ có giấy phép như vậy thì họ phải biết rằng là cái việc mà bắt lợn to như thế mang về đây để giết mổ thì có lẽ nó vi phạm pháp luật rất nặng nề ở Đức, thì họ không thể nào có giấy phép được, bởi vì có giấy phép đó họ phải kiểm tra rất kỹ và những người đó phải học qua những cái khóa cơ bản nhất về cái việc mà sử dụng súng, về việc là săn bắt như thế nào và giết mổ ra làm sao, chứ không thể đem về nhà riêng căn hộ thuê chung cư này để giết mổ, để bán, để làm rất là nhiều những cái việc khác nữa. Thì đấy là vi phạm về cái quy định an toàn thực phẩm, giết mổ và cũng có thể là nguy hiểm đến tính mạng xung quanh, cháy nổ, phòng cháy nổ, rồi rất là nhiều thứ khác. Đấy là cái điều mà người Việt Nam ở đây rất nhiều người không biết và đã cứ vi phạm vào là rất nguy hiểm và mang tiếng ảnh hưởng đến cả cộng đồng người Việt Nam, cả nước Đức này, chứ cũng không phải chỉ có mỗi ở đây, ở Berlin đây đâu. Và ngoài ra thì đây là một cái người mà đem lợn về nhà giết mổ bất hợp pháp như thế này và phân phối bất hợp pháp như thế này, lại là đang là chủ tịch của một cái hội đồng hương của một cái tỉnh
tỉnh này nằm ở phía bắc của Việt Nam. Ông ra là chủ tịch tỉnh, chủ tịch của cái hội đồng hương ở đây. Hội này cũng khá đông, có vài trăm người. Mỗi lần họp đại hội họ lên họ phát biểu, rồi đại sứ quán đến hoan nghênh, rồi phát phần thưởng, rồi rất là nhiều những thứ khác. Và họ luôn luôn nói rằng là họ ở đây chúng ta phải tôn trọng luật pháp nước sở tại và hỗ trợ đồng hương trong cái cuộc sống thế nọ thế kia để hội nhập vào nước Đức. Nhưng ngược lại thì chính bản thân cái ông chủ tịch hội đồng hương này của người Việt Nam ở miền Bắc Việt Nam nhé các bạn, miền Bắc Việt Nam tức là ở phía Bắc chứ không phải là phía Nam, thì ông ta lại cũng rất giao giảng cái chuyện đó đối với cả rất nhiều đồng hương của ông ta. Nhưng cuối cùng thì té ra là ông ta lại là cái người mà bắt lợn về giết mổ và phân phối ở ngay cái trong cái nhà của mình, trong cái khu nhà của mình, trong cái căn hộ ông ta thuê của mình với hình thức rất nguy hiểm. Hàng tấn cát tức là hàng trăm cân cát, tức là cái thùng cát để giết mổ, đèn kho để giết mổ đấy, thì các bạn cũng thấy qua hình ảnh rồi giết mổ và không có báo với cả sở y tế và cũng không đáp ứng tiêu chuẩn, mà không biết là những con ông ta đã làm này việc này rất lâu rồi, thì có thể có sẽ giết ra vài trăm con lợn này, thế cái tiền đấy bán để đâu, có đóng thuế hay không, và ai đã tiêu thụ những cái con lợn này, thì đây là cái điều mà cơ quan điều tra của Đức vẫn đang tiếp tục làm rõ và họ chưa công bố. Và khi họ công bố đến đâu thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục thông báo cho các bạn để các bạn biết điều đó. Và ở Đức thì có những người gọi là Ordnungsamt, tức là những cảnh sát trật tự đường phố này, khi anh đỗ xe có đúng hay không, hoặc là anh làm những việc nọ việc kia có đúng pháp luật Đức hay không, thì họ cứ chiều theo điều đó họ phạt thôi, hoặc là họ truy tố trước pháp luật, nặng hơn nữa thì có thể ngồi tù. Ví dụ như là anh giết mổ một vài con thì có thể chỉ bị phạt giam 7.000 euro, nhưng mà nếu anh mà giết mổ hàng trăm con lợn như thế, bất hợp pháp như thế, rồi anh phân phối, anh bán khắp nước Đức như thế, anh thu lợi hàng triệu euro, hàng trăm nghìn, vài trăm nghìn euro mà không đóng thuế, rồi nặng nề như thế, thì anh có thể ngồi tù nhiều năm, ngồi rồi nhiều năm. Thì cũng phải xem là tới đây cái ông chủ tịch hội đoàn của người Việt Nam ở phía Bắc Việt Nam này, ông có phải ngồi tù nhiều năm hay không vì đã giết mổ cả một cái đàn lợn, rất là nhiều lợn như thế, mà không biết là ông bắn ở đâu, ông lôi ở đâu về. Thì đây là cái điều mà người Việt Nam ở Đức cần phải để ý và quan sát cái thời gian tới để có thể biết được cái thông tin cụ thể và tránh gặp cái trường hợp như vậy. Bởi vì ở Đức họ phạt rất nặng cái việc mà tự ý bắt thú rừng về đem để mổ. Thì cũng như gần đây tại thành phố cảng Hamburg chẳng hạn, thì người ta cũng đã bắt được một cái nhà hàng, họ tự ý, họ là trong cái thời gian vừa qua là mang bắt gà tươi về, thế xong rồi giết mổ trong nhà hàng của họ ở Hamburg ấy, ở phía bắc của nước Đức, và tại đó sau đó họ phân phối, họ bán cho các cửa hàng, bán cho các người tiêu thụ số lượng rất nhiều. Thế thì họ cứ mang gà về, họ luộc lên rồi họ cắt tiết, họ luộc lên rồi họ vặt lông rồi các kiểu. Thế xong rồi báo chí Đức họ mới phát hiện ra, họ đăng báo và người đấy là bị truy tố rất nặng. Đấy là cái điều mà cần phải tránh, bởi vì ở đây ở Đức không thể là cứ đem những con vật tươi sống về xong rồi cắt giết mổ theo ý mình muốn, rồi đánh tiết canh để ăn, nghe rất ghê rợn. Vậy đấy là cái điều mà khó. Cũng gần đây, cách đây không xa, cũng một cách cây vài khu nhà, thì trước đây cũng đã xảy ra cái vụ việc là người Việt Nam ở đây là bắt mèo của Đức, tức là đem nhử nó ra sau ban công đấy, xong rồi nó ra ban công như thế này, xong bắt đầu là con mèo nó chạy vào đấy, xong rồi ông ấy chụp, ông bắt lấy làm gì, không phải để nuôi mà bắt để làm thịt để ăn. Đấy, ở đây thì không thiếu gì thịt cá rồi rất nhiều, giá cũng rẻ. Thế nhưng mà không hiểu tại sao những cái người Việt Nam này thì họ lại đem bắt con mèo của Đức về, xong họ giết thịt và để ăn với nhau. Và cuối cùng thì cái người hàng xóm là người ta bị mất mèo, người ta đi tìm, thì họ cuối cùng lại cũng lại không biết tại sao họ lại phát hiện ra là cái nhà Việt Nam đó đã bắt được con mèo của họ và ăn. Do họ báo cảnh sát đến kiểm tra thì quả thật là trong cái thùng rác đó họ tìm thấy là có những cái lông mèo, có những cái xương mèo ở vứt. Và đấy là cái điều mà cũng rất nguy hiểm, bởi vì nó mang tiếng rất nhiều cho cộng đồng Việt Nam ở đây. Và tới đây cảnh sát Đức cũng như là cơ quan vệ sinh dịch tễ của Đức, cơ quan thuế vụ của Đức và rất nhiều những cơ quan khác cũng đang tiếp tục điều tra mở rộng cái vụ án này để xem là cái người đàn ông này, cái người chủ tịch hội đoàn Việt Nam tại Đức này, cái ông ta là đến mổ bắt và giết bao nhiêu con lợn và bán thì đâu như thế nào. Thì chắc chắn thời gian tới sẽ có thêm những thông tin mới để phục vụ các bạn. Vâng, các bạn vừa theo dõi bản tin là bắt lợn rừng về mổ trộm, suýt cháy cả chung cư. Và mời các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất mà chúng tôi sẽ truyền tải cho các bạn trong thời gian tới. Chào các bạn, từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.